Hello, xin chào mọi người. Bảo đã quay trở lại với mọi người trong chương trình 360 độ ngon. Bình thường thì mọi người vẫn quen thuộc với bánh khọt Vũng Tàu. Còn là một người miền Tây thì ngày hôm nay Bảo sẽ giới thiệu cho mọi người cũng với cái một món ăn với cái tên như vậy, nhưng hương vị và cách chế biến lại hoàn toàn khác. Quán có tên là bánh xèo, bánh khọt, gỏi cuốn, nằm ở hẻm 32 Đặng Dung, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Còn ngay bây giờ thì chúng ta vào bên trong hẻm thôi. Ngày trước thì quán của chúng ta nằm ở ngay đầu hẻm số 32, nhưng mà vì một số lý do thì bây giờ quán đã dời vào bên trong hẻm. Còn bây giờ thì vào trong thôi. Khi mà chúng ta bước vào bên trong hẻm 32 thì đi sâu vào hẻm một xíu sẽ quẹo phải, thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bảng là bánh xèo Phương Nga Đặng Dung. À, cô ơi, hôm nay mình có bánh xèo đúng không? Ủa, bánh khọt đúng không hả cô? À, đầy đủ. Dạ, vậy cho con một phần bánh khọt nha cô. Rồi. À mà, cô ở ngoài kia mình ngồi được không ạ? À, nếu ngồi được thì mấy người? Một mình con thôi. Rồi, ok. Dạ, chắc con xin, không cần, chắc có lẽ là hai cái ghế là được rồi cô. Hai cái ghế, dạ. Ok, lấy hai ghế. Đây, hai ghế. Dạ, bao nhiêu một dĩa bánh khọt? Dạ, một phần bánh khọt cho con. Nhưng mà trong lúc mà chờ bánh khọt ra thì có lẽ là Bảo sẽ tìm hiểu thử một vài vị khách hay ăn bánh khọt ở đây xem như thế nào nha. Em chào bạn của mình à, có lẽ là mình cùng màu áo nha, mình trả lời đi cho nó dễ. Anh hay ăn bánh khọt ở đây không à? Hay ăn anh, rất là hay ăn. Nhưng mà ngoài cái quán này ra thì mình còn ăn bánh khọt chỗ nào ở Sài Gòn nữa không? Dạ không, em chỉ ăn chỗ đây thôi. Anh là, tại vì em thấy là ở đây là bánh khọt với lại nước cốt dừa là cái món bánh khọt ở miền Tây. Anh là người ở đâu à? Anh người miền Tây luôn. Người ở miền Tây luôn. Anh thấy thì về cái hương vị ở đây như thế nào? Giống ở dưới miền Tây mình không? Giống, ngon. Rất là ngon. Nhưng mà em để ý được là cái con tôm nó bự lắm á. Ở đây là lúc nào cũng được một con tôm bự vậy, hay là lúc nhỏ lúc bự? Không, ở đây tôm lúc nào con nào cũng bào bự, rất là bự. Wow, là lúc nào cũng được giữ. Lúc nào cũng bự. Còn về nước chấm của mình thì thấy như thế nào? Nước chấm vị ngon. Đúng là nước mắm chua ngọt ngon. Đúng là cái nước mắm chua ngọt, có gỏi chua rồi nước mắm pha, đúng như vậy luôn. Anh đã có từng thưởng thức qua những cái bánh khọt ở nơi khác chưa? À, cũng có. Cái khác biệt giữa cái bánh khọt ở đây với những chỗ khác là như thế nào? Nó hấp dẫn. Nó hấp dẫn ở những cái chỗ nào? Nhìn rất là ngon, tôm rất là bự, đầy đủ, bánh cũng rất là to, nước cốt cũng rất là nhiều. Và đẹp, nhìn rất là sạch sẽ. Còn anh thì anh cảm nhận về cái phần nước cốt dừa khi mà được cho lên trên cái bánh khọt thì như thế nào? Nó béo hơn, thấy nó lạ. Tại đa số nước cốt dừa thì trộn chung với bột bánh pha rồi. Mà ở đây đặc biệt thì nước cốt dừa chan lên bánh luôn. Nước chấm thì ngon, đậm đà. À, rồi, em cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh ngon miệng nha. Dạ, con cảm ơn. Có thưởng cho con cái nào không? Con đợi lâu rồi, lắm rồi đó. Okay luôn. Dạ, con cảm ơn con rất là nhiều. Dạ. Rồi chúng ta đã có được một cái phần bánh khọt với lại nước cốt dừa và đậu xanh. Có lẽ là một số người sẽ thắc mắc là tại sao mà chúng ta lại cho cái phần nước cốt dừa hoặc là đậu xanh vào trong bánh khọt. Bây giờ bọn sẽ phải thử một chiếc ở đây như thế nào. Cái sự khác biệt của bánh khọt miền Tây hoặc là bánh khọt Vũng Tàu thì không phải đến từ cái nhân quá nhiều. Đây cũng là một cái con tôm rất là to, nhưng mà có lẽ là với cái gu mà thích ăn béo béo một chút xíu hoặc là ngọt ngọt một chút xíu của người miền Tây thì bánh khọt này là một cái điển hình. Rồi, và chúng ta có một chén nước mắm chua ngọt. Ở trong cái phần nước mắm này thì là nước mắm hơi mặn một chút xíu và được cho những cái phần gỏi chua, hơi chua chua một chút xíu và cũng như là... Oh! Wow! Rồi, ngâm cả một cái bánh khọt vào trong cái chén nước mắm luôn. Đầu tiên là phải nói về cái phần nước cốt dừa trước. Nước cốt dừa, đây là một nước cốt dừa hơi mặn mặn, chứ không phải là nước cốt dừa ngọt mà mọi người hay quen ăn chè hay gì đó. Nước cốt dừa hơi có vị mặn một chút xíu. Và hình như là quán sử dụng cái nước cốt dừa được đánh đến lúc mà nóng, đánh sánh lên và cho một chút xíu bột vào trong đó. Có cái phần bột ở trong nước cốt dừa này. Nãy giờ quên một chuyện nữa. Ăn một cái món có nước mắm chua ngọt thì chắc chắn phải cho một chút xíu ớt vào. Bảo thích nhất là cái cách cuốn rau và cho cái phần bánh khọt vào trong này với một cái lá cải tươi như thế này, rồi một ít lá rau thơm vào trong đó.
Phải dùng một từ là xuất sắc. Và nếu như mà ai đã quá quen với cái việc là ăn bánh khọt hoặc là một cái người mà sành bánh khọt, thì thật sự là cái phần nước cốt dừa trong cái bánh khọt này đó, nó rất là lạ. Không phải là ai cũng thích đồ béo hay là ai cũng thích đồ ngọt, nhưng mà rõ ràng là cái sự xuất hiện của cái nước cốt dừa ở trong cái bánh khọt này á, ăn rất là đã. Có một cái vị béo béo ở trong đó, cái giòn giòn của bột, cái thơm thơm của rau, và đặc biệt là phải ngồi hít hà với cái chén nước mắm chua ngọt mà bỏ ớt này vào. Cho mọi người thấy một cái rổ rau khi mà chúng ta kêu một cái phần bánh khọt như vậy rất là nhiều, bao gồm ở dưới đó thì có cải, rồi có rau thơm, một chén nước mắm đầy dung đấy, và có một cái ly ớt lúc nào cũng sẵn sàng cho những người thích ăn cay. Với cái món bánh khọt nước cốt dừa thì có thể tạm kết luận rằng đây là một món ăn mà ai có một cái gu ẩm thực miền Tây với những cái món ăn hơi béo một chút xíu và cũng như là hơi ngọt ngọt trong cái cách nêm nếm á, thì đây là một cái quán mà xứng đáng để chúng ta tìm tới, nằm ở hẻm 32 Đặng Dung, quận Nhất. Nếu như mà ai không thích nước cốt dừa thì cũng có thể gọi cho mình một hai chiếc gì đó ăn thử, rồi sau đó thì kêu cô chủ đừng cho nước cốt dừa vào, thì vì bảo thấy rằng là ngoài nước cốt dừa thì cái phần tôm rất là tươi to nữa, và cũng như là rất là ngọt. Phần bột thì hơi dày một chút xíu nhưng lại rất giòn, kết hợp với rau, với nước mắm, tuyệt vời. Còn bây giờ thì có lẽ bảo phải ăn thêm một chiếc nữa mới được. Cái món bánh khọt nước cốt dừa này thì vẫn còn lạ, tại vì bảo thấy rằng là ở miền Tây nhưng mà cũng chỉ có một số vùng thì có cái món nước cốt dừa, món của nước cốt dừa này. Tại vì bảo nghĩ rằng là với cái phần nước cốt dừa béo béo và hơi có vị ngọt một chút xíu đó thì nó cũng hơi kén người ăn. Nhưng mà lý do vì sao cô chủ lại chọn một cái món ăn lạ miệng như vậy để bán ngay tại Sài Gòn, có lẽ thì bây giờ chúng ta cùng vào trong để tìm hiểu cái lý do đó nha. Rồi, chào con. Không gian mình làm bánh là nguyên một không gian này luôn hả cô? Đúng rồi. Vừa có bánh khọt, có gỏi cuốn và bánh xèo. Nhưng mà lúc nãy mà con thưởng thức qua chiếc bánh khọt đó thì con có thấy là có cái phần nước cốt dừa ở trên đó. Đúng. Với nhiều người miền Tây của mình á, mình quen với cái món này rồi, còn với những ai chưa ăn qua thì nghe lạ miệng mà có vẻ khó thưởng thức. Lý do vì đâu mà cô lại cho nước cốt dừa vào bánh khọt của mình? Tại vì hồi xưa tới giờ là cô có làm nước cốt dừa. Dạ. Rồi người ta không biết, người ta tưởng là ăn nước cốt dừa là giống như ăn bánh bèo mà ngọt đó. Dạ. Người ta sợ ăn không được. Dạ. Mà lúc người ta ăn được rồi người ta khen rất là ngon. Dạ. Nó giữa mặn mặn. Dạ. Chứ nó không có vị ngọt là cái, mà là nó cái... có chất béo của nước dừa. Dạ. Về cái con tôm cũng như là cái cách pha bột của mình đó thì mình chọn như thế nào để có thể cho ra con này? Lúc nãy thì thấy cái phần bánh khọt mình rất là giòn mà cũng như là con tôm còn rất là tươi đó con. À, thì mình đổ bánh khọt cho nó gần chín đi. Dạ. Rồi mình mới bỏ tôm vô. Mình phải mua tôm tươi sống. Dạ. Thì mình bỏ vô thì chất ngọt của tôm và chất giòn của bột. Dạ. Nó mới khấu hai cái với nhau mới ngon. Con thấy là từ nãy đến giờ thì bánh của mình có thể nói là mang ra là hết, nhưng mà thời gian mình bán là khoảng trong bao lâu là hết bánh trong một ngày vậy cô? Tùy theo, nhiều lúc ăn tour cái như bắt đầu mình bán là lúc mấy giờ? 10 giờ sáng. 10 giờ sáng là bắt đầu bán, là bắt đầu có khách, là đến mấy giờ là mình sẽ có thể là nói là hết bánh luôn? À, theo như bây giờ là hết rồi đó. Dạ. À, trung bình hàng ngày là mấy giờ mình hết? 6 giờ. 6 giờ chiều là đã hết. Đã hết. Là từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Đúng. Nhưng mà nghe là 6 giờ chiều như vậy nhưng mà thật sự là ở thời điểm của Bảo là khoảng 3 giờ mấy 4 giờ thôi đúng không cô? Thì hiện tại là bánh ở trong này là đã không đủ giao cho khách. Đúng, rồi đúng. Nên là mọi người không phải là nghe 6 giờ thì cứ đến 6 giờ, nên tranh thủ đến sớm nhất có thể để có thể thưởng thức cho mình một món bánh khọt. Okay. Con cảm ơn cô rất là nhiều về bữa ăn ngày hôm nay ạ. Dạ. Cảm ơn em. Có thể thấy được rằng là về cái món bánh khọt nước cốt dừa thì đây là một món ăn mang cái hương vị của người miền Tây. Về người miền Tây mà để thưởng thức cái món ăn này thì không nói, nhưng với những ai vẫn còn nghe cái tên này rất là lạ
thì hãy đến quán bánh khọt nằm ở hẻm số 32 Đặng Dung để thưởng thức thử cho mình cái chiếc bánh khọt với bột thì giòn giòn, rồi con tôm thì rất là to, tươi ở trên, cùng với đó là một chút ít nước cốt dừa hơi béo béo và mặn mặn ở phía trên, của bánh. Lạ như thế nào thì có thể mọi người hãy nên đến với quán và thưởng thức cho mình một đĩa bánh khọt nha. Còn bây giờ thì có lẽ Bảo sẽ ra về và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình lần sau. Xin chào.